Hello, Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Quang Phạm lại tiếp tục đi phát cháo không đồng. Cháo không đồng. Thầu ẩy nha quý cô chú anh chị. Lấy dưa muối được không? Gì hả? Đây là cháo điểm ở nhà Hậu Cường đây. Bà con gần xa mình ủng hộ mình nãy có nhiều phát triển cháo mình để lên nhiều hơn. Quang lên trễ rồi. Thì cậu đi phát cháo bà con ơi, cháo không đồng đi. Cháo không đồng. Cháo chín ơi. Gầm lên là phát cháo trai nha quý cô chú anh chị. Cháo chín. Phát cháo không đồng đây bà con ơi. Hôm qua là tới phát tới hai cháo không á. Hai cháo không ơi. Hai cái vỏ lần nha. Hả? Anh nói gì không? Cháu bà con ơi, cháu không đồng đi. Cháu con xong cháu rồi. Cậu cháu mình sẽ đi phát thêm cháu không đồng đây cô ơi. Nhà trọ nha, nghèo quý cô chú anh chị. Cháu không thầy ơi. Cháu không đồng thầy. Cháu không đồng. Làm rồi hả? Cháu không đồng nè bà con ơi. Ôi. Hôm nay lên tới khu trên này chắc hơi trễ nên là người dân ăn sáng hơi bị nhiều đó quý cô chú anh chị. Ê, cậu ấy nhiệt tình không? Cậu ấy là rất là nhiệt tình luôn. Cháu không chơi. Một trong những dạ. Rồi. Đây. Khẩu trang đi, đeo khẩu trang chị ơi. Đeo khẩu trang vô chị ơi. Để cháu không đồng ở khu vực Long Thành là ở nhà điểm nhà Hậu Cường đó không? Cháu không ơi. Cháu cô. Cháu không đồng đi. Cháu không đồng bà con ơi. Mày bật cô. Nhà mình mấy người? Nhà mình mấy? Dạ có mình anh hả? Có mình anh hả? Có mình anh cô ha. Dạ. Hả? Nữa thôi. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. Tới cô đắng kìa. Cháu không đồng. Dạ. Cháu cút. Cháu ăn sáng rồi ha. Cháu cút ơi. Cháu không đồng. Ông vậy? Dạ. Cháu không đồng là cơ. Cháu không đồng bà con ơi. Cháu lấy thảo. Bữa nay gần tháng 7 cũng cái nhịp cũng cái lễ Vu Lan. Giờ bà con ở đây là tụi tôi phát rồi lấy đi. Dạ. Dạ, có gì con? Cháu hả con? Rồi, đây. Rồi, cháu. Cháu không đồng bà con ơi. Có cháu. Đó. Bữa nay cháu không có mấy tầm. Anh tầm hết rồi con. Hết mấy tầm rồi. Mấy bọc. Mấy bọc. Con ăn mấy bọc thì con lấy mấy bọc. Rồi con lấy hai bọc cháu đi. Cầm được không? Nóng quá. Để chú lấy cái bọc. Quên lấy bọc nhỏ theo. Nước ra đường con nhớ đeo khẩu trang rồi vô nghe. Dạ tay mấy con lấy. Rồi. Nóng rồi con. Rồi. Bốn chục bọc. Cháu bà con ơi. Cháu không đồng vừa nóng vừa thổi. Cháu không đồng bà con ơi. Đây là điểm cháo của nhà của Cường đây. Đây là khu vực Long Thành, phường Long Hưng. Đó lấy đi anh. Cháo đó con. Cháu đeo khẩu trang đi. Cháu đeo khẩu trang cô. Hôm nó bắt ở gạch chanh bô chính mạng nữa. Ơn tâm đi kêu đồng nghiệp mình đi thằng rồi. Đó lấy mấy bọc lấy chị. Cháu không đồng. Cháu không đồng đây. Rồi, dạ. Lấy đi. Tâm dâu rồi vợ gì bị chân mà. Nó bị F0 luôn rồi, hôm bắt đụng F1, F2 gì 9 người. Mẹ ghê quá trời rồi. Ờ thì đi dắt ta 7 8 giờ tới đó. Có
còn nhân nữa cô, còn nhân nữa. Ôi, trời không nổi để em được. À lấy cháo trắng ha. Dạ. Con không ăn sao? Cháu đại ca ơi, ở luôn. Ông kêu còn đồng đấy. Còn đem vô tôi hai bọc chạy vô tới gần cầu ăn rồi. Dưa muối. Không ăn rồi. Không ăn hả? Ừ, hai bọc lớn á, hai bọc 20 bọc á. Chạy ngay vô. Chạy vô tới gần cầu ngang rồi đó. Ở Hai An á. Rồi mình qua bên xóm Hai An. Cháu bà con ơi, cháu không động đây bà con ơi. Hôm nay lại tiếp tục phát cháu không đồng. Cháu không đồng đi cô bác ơi. Cháu không đồng đi. Cháu không bà con. Cho bà con dùng buổi sáng nha. Cái này mới 6 giờ sáng nha quý cô chú anh chị. Quang đi với lại tiếp tục hành trình đi phát cháu. Cháu không em? Cháu không đồng. Cháu không đồng anh ơi, ăn cháu không anh? Cháu không đồng nè. Vô lại đi. Ra đem khẩu trang, đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô. Đây là cái điểm, nên đây là cái cũng khu vực Long Thành, phường Long Hưng đây. Cháu này ở từ của điểm Úc Cường ở gần cầu Hưng Thới. Để lấy chị. Rồi rồi lấy đi. Muốn dùng máy bọc là lấy đi con. Máy bọc. Ờ dưa muối nè, dưa muối. Không có dưa muối ăn không ngon. Đây là dưa muối rồi. Đây cháu không đồng bà con ơi. Không đồng không vậy? Cháu không đồng, không đồng. Rồi lấy đi. Em lấy mấy bọc lấy đi. Rồi. Rồi bà con ăn cháu không đồng luôn. Ăn cháu không em? Còn nhiều không cô bảy? Còn có chục ngoài bọc, chục bọc rồi nữa. Mình đi cho hết luôn đi rồi mình đảo gì ạ? Đây đây đây. Cháu không đồng. Cháu không đồng bà con ơi. Không có bọc, quên nãy lấy, quên lấy bọc rồi. Thay đổi đi. Đây, gớt không? Cháu không đồng nè, ăn ơi, cô. Cháu, cháu, cháu không đồng, cháu không đồng. Cháu không đồng cô ơi. Ăn cháu. Cháu không đồng. Ê, không ai mày chạy xuống ngay tao nè. Lấy xuống giờ lên Dũng đi hô. Ông mày nghĩ kêu lấy mày khỏi đi hô. Mày xin mày gõ đi, đừng nói tao tao. Cháu không đồng bà con ơi. Cháu không đồng đây bà con ơi. Trời, mua cái ấy mà ăn rồi bán cháu nữa. Thì bà ăn chưa, để dành chưa ăn có gì đâu. Ừ đúng rồi. Ờ dạ cảm ơn. Mất công khỏi nước. Bà ở đi con đem vô. Ừ. Đây mấy bột lấy đi. Mấy bột lấy đi. Đây là cháu không đồng. Lấy cho mau hết luôn. Lấy cho bán mau hết coi. Cô Bảy nhiệt tình ghê không, trao tận nơi luôn. Giao tận nơi bà con mình luôn. Dạ. Cháu anh ơi, má cháu anh em ơi. Cháu không đồng. Cháu không anh, cháu không đồng. Cháu không đồng. Hả? Đâu có ba tổ. Ăn cháu đi. Ăn cháo đỡ đi. Còn mấy bịch nữa. Hả? Cái gì? Thì lấy thêm đi còn nè. Ăn chay rồi chưa khó sót buộc sao? Ăn nhiều vô. Ờ. Đợi đặng đem vô nữa mình đi qua bên sông.
bán cũng mau quá. Không đông bán nhanh lắm. Cô bộ bán lẻ quá hả cô ấy? Ờ bán lẻ quá. Bán rẻ. Còn khoảng chục bịch cháo nữa nha quý cô chú anh chị. Chục bịch cháo nữa là xong. Cháo không đồng đi. Chị ba không? Chị ba? Không. Đồng ngay ở ba đi, đợi mình đợi người ta vô. Đồng đi em cháo. Lại đây đi. Cháo không đồng bà con ơi. Cháo không dùng. Cháo nè. Cháo. Cháo không đồng. Dạ cháu không mấy đồng à, chú ơi. Rồi cháu không đồng bà con ơi. Mấy bọc chị? Bịch phải không? Đó mấy bọc lấy đi, mấy bọc lấy đi. Ai ăn nhiều lấy nhiều nha. Ai ăn nhiều lấy nhiều. Cháu này ngon ngon, mấy bà con mấy dùng nhiều. Dạ, con. Bữa nay mình không có cháu lá dứa hả chú Bảy? Cởi chục cái gạo đem dưới lên. Rồi, rồi. Bữa nay mình không có cháu lá dứa ha. Không 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 thấy lá dứa rồi. Dạ dạ. Thấy lá dứa rồi. Rồi bà chúc em về em ghé. Rồi rồi rồi. Cứ nấu cháo cho bà con. Rồi. Dạ cảm ơn con. Rồi. Đây còn 3 bọc nữa bà con ơi, còn 3 bọc nữa chúc đem vô 2 bọc, 20 bọc nữa. Bọc nữa. Bọc nữa là đã hết cháo hôm nay nha bà con. Cháo không đồng bà con ơi. Cháo ơi Phước ơi. Cháo không đồng nè. Cháo chị. Lấy đi đà để tôi sẵn tôi đem qua tôi cho anh ta nè. Dạ, dạ. Tôi cũng họ cũng chạy qua đây. Dạ. Chạy qua đây thì mình muốn lấy cho ai đó cho cháu không đồng mà. Lấy nhiều muối ăn nhiều không? Thôi đi lấy hai. Ba bọc này ba bọc kêu phải không? Mấy bọc cháu. Thôi lấy hết luôn đi. Còn ba bọc nè, bán màu á. Đem qua cho anh ta dạ. Chứ tôi cũng không ăn nữa. Dạ. Còn không? Còn kìa đem vô kìa. Lấy không? Đây. Dạ. Cháu không đồng, cháu không đồng bà con ơi. Đây cháu không đồng đây. Đây cháu không đồng đây tiếp tế. Đây đây đưa đây đưa đây. Còn mấy bọc? Còn nhà 3 4 bọc gì nữa đó. Rồi rồi nữa tôi đem ra cánh ngoài cháu, từ năm hóng. Rồi mấy bọc. Mấy bọc. Mấy bọc lấy đi. Rồi mấy bọc đây vừa muối đây lấy cháu đi. Rồi mình đi khúc nào cô đây, đây qua đây. Qua đây. Rồi hồi là mình qua cầu nha quý cô chú anh chị. Còn hồi nãy nữa chưa ra. Ai ghé chị Bình nó gửi chục cái gạo đó nút. Nè dưới 10.000 ta cho tiền bọc đâu coi. Quên á. Cháu không động, cháu không động. Cháu không chú? Alo. Rồi để rồi quay ra hướng ngoài cũng có hứa người ta rồi đó. Ừ. Chưa đó, miễn không ấy ông lấy một bọc cho chị Hai đi, lấy đi. Mà họ cũng quay bệnh. Lấy đi, lấy đi. Cháu không đồng bà con ơi. Đây là cháu không đồng đây tới ngã ba ngay chỗ cầu qua nhà bến bên anh Hai An rồi. Bà con mình ở đây là cháu là điểm cháu ở nhà Út Cường á. Bà con gần xa mình có ủng hộ đồng mình còn phát triển cái nhóm nấu cháu mình nhiều hơn nữa. Cháu cô. Lên cầu. Lên cầu không nổi luôn à. Sáng quên cả sáng yếu rồi. Hết sức rồi. Cháu không đồng bà con ơi. Đây là cái nhóm tụ thiện nguyện bà con ơi, cháu không đồng Phường Long Hưng. Ở đây khu vực Long Thành cũng Phường Long Hưng luôn. Dạ. Rồi. Bên này sang bên kia cháu không đồng bà con ơi, cháu đi. Cháu không đồng. Cháu không em? Đây đây cháu không đồng đây. Bà con ngân cháu không đồng luôn. Đây là khu vực Long Thành cũng Phường Long Hưng đây. Để mình vô đây qua bên này cái bên này đi mình xuống bên này. Cháu không đồng bà con ơi. Cháu chị ơi. Cháu không đồng chị. Đây là mình vô trong cháu không đồng bà con ơi, cháu không anh em ơi. Ở trong hướng trong cháu không anh ơi. Chú anh chị. Hả? Cháu không đồng cô. Cháu không đồng bà con ơi, mình đi ra mang khẩu trang nha.
Đây là cũng cái nơi khu vực Long Thành, phường Long Hưng đây. Quý bà con mình có gì ủng hộ là mình ủng hộ cháu, mình cũng phát triển hoài hoài, ngày nào mình cũng nấu đây. Nhờ bà con gần xa mình ủng hộ như là bên cái điểm nấu cháo của anh Úc Cường, khu vực Long Thành, phường Long Hưng. Lên đây anh. Anh Cường hả? À, anh Cường, điểm nấu cháo nhà anh Cường rồi dần cầu Hưng Thới cách 100 mét. Đây chúng tôi đi thiện nguyện, bữa nay là bữa gầm tháng 7. Nè nè, vô muối, lấy vô muối. Qua đi, cháo không anh ơi? Đúng rồi, anh gặp à. Ừ.